Kính chào quý khán thính giả. Chợ đêm quốc tế Jade tại thành phố Portland là sự phối hợp của tổ chức APANO và Jade vào hai ngày thứ Bảy cuối tháng 8 hàng năm. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 24 tháng 8 năm 2019, chợ đêm quốc tế Jade đã được khai mạc tại khu vực trường Portland Community College. Trong khu vực chợ đêm bao gồm các gian hàng ẩm thực đa dạng, gian hàng quà lưu niệm thủ công, các gian hàng của chính quyền và các tổ chức bất vụ lợi trợ giúp cho người thu nhập thấp, cũng như khu vực trình diễn nghệ thuật văn nghệ của các sắc tộc châu Á Thái Bình Dương. Dạ, đây là lần thứ 6 mà hội chợ đêm quốc tế ở tại quận Jade để tổ chức. Bộ phận của tụi cháu thì có một chị là người mà chuyên viên kết nối những cái vendors hay là những cái chỗ đồ ăn với nhau để mà đem lại một cái buổi hội chợ mà nó vui vẻ và nó có nhiều cái văn hóa của nhiều cộng đồng người châu Á ở đây. Hôm nay là Linh là người giúp làm cái hội chợ Jade District hôm nay. Dạ. Dạ năm nay rất nhiều hơn. Dạ là phần nhiều là cũng có nhiều người đã nhiều bán hàng đồ ăn á là cũng hơn thêm mấy người. Và còn những người mà tham dự trong những hàng không quầy hàng không cũng có thêm cũng mấy người. Cho nên càng ngày thì càng thấy nhiều người Việt Nam của cộng đồng Việt Nam của mình cũng để ý và nghe đến cái hội chợ này. Khách hàng đến tham quan chợ đêm là những người bản xứ yêu thích nét văn hóa đa sắc tộc cũng như tìm mua cho mình và người thân những món hàng ưa thích. Còn lại là các bạn trẻ vừa dạo bộ thoải mái với bạn bè sau một ngày làm việc, vừa dành thời gian mua sắm và thưởng thức các loại ẩm thực. Này là cái website là chương trình này là usahello.org. Cái này là cái website. Nếu có ai mà đi mà người refugee hay người ai mà mới qua Mỹ mà cần cũng như là information đặng học tiếng Anh hay là tập đặng đi làm thi quốc tịch Mỹ là cái này là free, không có tốn tiền gì hết. Với cái website là nó có information tiếng Việt nữa. Nếu mà lên cái website này kiếm người thông dịch được. Dạ, dạ. Cái website nó có cái chỗ rằng mình chọn tiếng Việt nữa. Dạ, khoảng chừng 180 tụi em học sinh. Và tụi con mong muốn là cái chương trình này càng ngày càng mở rộng và chúng ta có thể phục vụ cho nhiều người Việt và nhiều cái em học sinh hơn nữa. Cho nên chúng con tổ chức cái tới đây để quảng bá cho chương trình của tiếng Việt của chúng con. Người Mỹ họ cũng muốn cho con em của họ học cái ngôn ngữ thứ hai. Tại sao mình là người Việt Nam mà mình không cho con em mình học cái tiếng Việt? Thì đó, nếu mà mình để lỡ cơ hội này là một cái rất là đáng tiếc. Làm cái hội chợ Jade Market của PCC thì họ có chương trình của City of Portland có ủng hộ cho mình là những cái họ giúp mình hạn chế tiền nước, nghĩa là giảm bớt cái lượng nước mình dùng trong nhà, có những cái thua những cái dụng cụ này nè, thì khi mình bỏ trong cái toilet đó, nó sẽ hạn chế nước xuống ít hơn, thay vì nước nó ra nhiều thì cái này giảm bớt cái lượng nước. Yeah, có những cái trong cái kitchen nữa, rồi có những cái nè, cái này là cái dụng cụ để trong cái thang, khi mình bỏ vô thì nó sẽ mỗi lần mình flush water á, mình gạt nước, nó sẽ hạn chế được nửa gallon, nó save được nửa gallon nước. Hỗ trợ cho tiền nước, những người nào mà là chủ căn nhà thì họ sẽ hỗ trợ tiền nước, thì căn cứ theo cái thu nhập của mình. Rồi cái này là cái này là họ sẽ gửi cái package này gửi cho mình thử chị á, trong chỗ mình ăn uống hay là cái kitchen mình, cái chỗ bếp mình á, thì có thể xét có bị chì hay không. Chợ đêm châu Á quốc tế được tổ chức hàng năm là một hình thức chợ đêm đặc biệt, kết nối trực tiếp giữa khách hàng với những người bán hàng. Thực khách tham dự trực tiếp thưởng thức tất cả những ẩm thực và sản phẩm độc đáo được bày bán nơi đây. Chương trình performance văn nghệ thì cũng giống như hồi năm ngoái, 6 giờ tụi em cũng sẽ mở khai trương ra là múa lân. Nhưng mà cái mà em rất là proud của năm nay khác hồi năm ngoái là mình có vendor của người tiếng Việt.
có chương trình học Dual Language Immersion tiếng Việt của Rose City Park ở đây luôn. Cho nên rất là nhiều, lúc mà em đi nãy giờ đi ngang mấy cái store này, em thấy với lại em nghe tiếng Việt nhiều hơn năm ngoái, cho nên em rất là happy về cái đó. Dạ đúng, giống như hình như hồi năm ngoái là SBTN là năm đầu tiên tới cái night market của mình. Thì over một năm mình đã thấy cái difference. Tại vì người Việt mình biết, cho nên người Việt đi từ Beaverton qua Hillsboro qua, có người từ Salem chạy lên. Cho nên bữa nay là 5 giờ tới 10 giờ, tuần tới cũng là thứ bảy 5 giờ tới 10 giờ. Trong hai cái weekend đó, hai ngày đó, trong cái 10 tiếng đó thôi, là tụi em expect 25.000 người tới 30.000 người. Chính sự phong phú về các loại mặt hàng ẩm thực, quà lưu niệm và các tiết mục văn nghệ đặc sắc đã làm thu hút thực khách và người bản xứ đến với chợ đêm châu Á quốc tế Jade trong không khí nhộn nhịp và dần dà tạo nên nét văn hóa đặc trưng riêng cho thành phố mệnh danh Hoa Hồng. Chúng tôi, phóng viên Oregon tường trình cho SBTN từ thành phố Portland.